Ngày 17 tháng 2, bà Lâm Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, công an phường đang thụ lý, rà soát, mời nhóm người đánh chị Huỳnh Thị Kim Dầu, 34 tuổi lên làm việc. Chị Dầu cho biết, chiều ngày 15 tháng 2, một nhóm lạ mặt gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ xông vào nhà chị Dầu, gây gỗ lớn tiếng. Người phụ nữ trong nhóm tát vào mặt chị Dầu rồi cả nhóm bỏ đi. Toàn bộ quá trình được camera gia đình ghi lại hình ảnh. Sau đó, gia đình chị Dầu đã trình báo vụ việc đến công an phường Mỹ Xuyên. Tối cùng ngày, hai người đàn ông đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt đi trên xe máy tạt nhớt và trứng thối vào nhà chị Dầu. Chị Dầu cho biết, trước đó chị có trình báo công an việc hàng xóm tổ chức nhậu nhẹt, đậu xe cản trở lối đi, chiếm lòng đường. Công an phường Mỹ Xuyên đang giải quyết thì xảy ra sự việc. Mở cửa ra nói chuyện, dẹp cái clip ra chưa? Bây giờ đẩy quảng cáo. Anh báo trước, anh mới giáp phường, anh báo luôn rồi em trai. Anh báo công an phường trước rồi. Cái chuyện em đã đưa công an hồi tối, đúng không? Công an đang quá trình thụ lý giải quyết mà em đưa hình ảnh cá nhân của anh lên mạng là như vậy là bản thân là em đã sai rồi. Anh đã nói phường trước rồi. Rồi ha, em đã đưa hình ảnh lên, cái đó là anh thương rồi, em là được rồi. Anh yêu cầu em trong vòng 1 tiếng đồng hồ em phải gỡ. Anh báo chứ, còn em không gỡ là em có cái là em phải chịu trách nhiệm với anh đó. Lúc đó là đừng có chắc nha, sao nước biển mặn nha. Trời ơi, trời ơi.